Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Đồ gỗ Sơn Đông Group. Và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người một cái món nội thất không thể thiếu trong khi chúng ta vừa bước vào phòng khách. Mọi người có biết là gì không? Và đây, trước mặt mọi người chính là cái chiếc tủ giày dép được sản xuất tại xưởng của công ty Sơn Đông chúng em, với chất liệu là gỗ gõ đỏ tự nhiên cao cấp 100%. Và chiếc tủ giày dép này được thiết kế theo kiểu bông gió, ba cánh cửa, phía trên có hai hộc tủ. Và bây giờ em xin đưa mọi người đi đến chi tiết của hai cái hộc tủ ngày hôm nay. Rất là đẹp luôn. Bên trong, cả bên ngoài đều được làm từ chất liệu là gỗ gõ đỏ 100%. Rất là cứng, chắc, để được nhiều vật dụng. Đó. Và phía ngoài này là chạm những cái đường hoa văn rất là đẹp. Đã được chúng em lựa chọn những cái chi tiết hoa văn độc đáo và phù hợp nhất để đưa vào trong cái sản phẩm. Và bên dưới, sở dĩ cái tên bông gió của nó là đến từ những cái bông như thế này. Nó giúp gió có thể lùa vào, có thể làm tránh ẩm mốc cho tủ giày dép. Mọi người hãy nhìn kỹ những cái đường vân của gỗ gõ đỏ ở đây, được chúng em tuyển chọn rất là đẹp. Và bây giờ không để mọi người chờ lâu thì chúng ta hãy quan sát hai cái cánh cửa khi mà em mở ra. Đó. Thì ba ngăn được chia làm 4 hộc, thì cái số lượng này giày dép chúng ta để vào thì lên rất là nhiều đôi, rất là phù hợp cho cái chung cư mặt phố mà chúng ta có nhiều thành viên trong gia đình. Và ngoài ra, chiếc tủ giày dép này ngoài công dụng là để giày dép thì phía trên này mọi người có thể dùng làm kệ để trang trí. Chúng ta có thể để được những cái vật dụng trong nhà như là đồ trang trí phong thủy, hoặc là để những cái vật dụng cần thiết như là nón bảo hiểm cũng được nữa. Thì cái tủ giày dép này khi mà mọi người vừa bước vào nhà đã đập vào mặt quý khách hàng rồi thì nhìn vào nó rất là đẹp và thể hiện được cái đẳng cấp cũng như là cái sự chịu chơi của gia chủ khi mà sở hữu nó. Và em xin công khai cái mức giá niêm yết của em này luôn là 9.500.000 đồng cho một cái chiếc tủ giày dép với chất liệu là gỗ gõ đỏ tự nhiên cao cấp 100%. Và bây giờ mọi người hãy cùng em chiêm ngưỡng lại toàn bộ cái giá trị sản phẩm ngày hôm nay. Thiết kế vô cùng mới lạ. Và mọi người có biết cái điều đặc biệt của cái chiếc tủ giày dép này không? Thì với một cái màu sơn, bên em đã lựa chọn cái màu sơn rất là đẹp, theo một cái lối phong cách cổ điển rất là phù hợp với cái không gian nhà chung cư mặt phố. Có những cái màu sơn tường sáng nhìn vào rất là sang trọng và quý phái. Thì những cái cánh mày râu nào mà yêu thích những cái tủ giày dép này mua tặng cho chị em chúng ta thì rất là phù hợp, phải không ạ? Và bây giờ thì em cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip ngày hôm nay. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những cái clip review sản phẩm tiếp theo nha. Bye bye.